Bạn Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Divido. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua hai phần: Cộng sản sợ cả chiếc bóng của mình và bão đang hình thành trên biển Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên hên hoan, được tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ và tin tưởng, nhưng lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng về tình trạng tự diễn biến trong nội bộ và âm mưu diễn biến hòa bình từ bên ngoài. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam sợ bất cứ dấu hiệu nào mang lại nguy cơ dù nhỏ nhất là mất hay suy yếu quyền lực sẽ được bình luận gia nhận xét sau đây. Trước hết xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Văn Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thì xã hội dân sự Việt Nam được bàn cãi rộng rãi trong và ngoài nước từ năm 1994 và lặp lại nhiều lần sau đó, thì nhưng mà cái bóng dáng của xã hội dân sự vẫn phải nói là mờ nhạt đi. Tại sao vậy thưa ông? Thưa cô và thưa quý vị, rằng nói đến cái xã hội dân sự là nó đối lập với cái xã hội độc tài. Bởi vì xã hội dân sự là để cho người dân có quyền quyết định về cái số phận của đất nước. Nhưng mà ngược lại, trong chế độ độc tài, họ muốn chỉ có họ, chỉ có cấp lãnh đạo mới được quyền quyết định đường lối chính sách cũng như là cái số phận của mỗi người dân. Vì thế cho nên họ không ưa cái xã hội dân sự. Bởi xã hội dân sự nó sẽ tạo cho mất quyền. Thí dụ như bây giờ việc chống tham nhũng tại Việt Nam, tại sao chống được? Bởi vì không có xã hội dân sự tham dự, mà chỉ có cán bộ thì họ gọi là vừa đá bóng mà vừa thổi còi. Có nghĩa là bây giờ tôi làm, vừa làm, bây giờ cán bộ vừa làm, xong rồi cán bộ xét duyệt cho mình làm đúng hay sai, rồi cũng chính cán bộ đó chỉ trích mình, bỏ tù mình, hoặc là tha mình, hoặc là thăng cấp mình. Cuối cùng là trong họ làm với nhau mà thôi, không có ai có thể can thiệp vào được với họ cả. Như vậy cho nên họ sợ mất cái độc quyền đi, họ mất quyền cho nên không bao giờ họ chấp nhận cái xã hội dân sự theo cái nghĩa thông dụng hay là cái tính cách phổ quát như trên thế giới người ta đã làm. Thứ hai thì ta thấy bởi vì cái áp lực quốc tế đòi hỏi Việt Nam là phải có cho cái xã hội dân sự chẳng hạn, thì họ bèn nghĩ trong cách khác, họ cho đảng viên và trí thức xã hội chủ nghĩa lập nên những cái hội đó. Thí dụ hội nông dân thì nó là một cái hội chứ gì, rồi cái hội nông dân lại do một ông cán bộ cộng sản đã cầm quyền cầm đầu, hoặc là ít ra canh cán bộ cộng sản nào đó đứng ra, rồi cái anh ở dưới, tức là anh bí thư hoặc là gì ở dưới á, thì là người quyết định chính sách. Theo cái lối tổ chức của Đảng Cộng sản là đảng ủy là nắm hết tất cả mọi việc, rồi trong cái hội nó lại có cái đảng ủy trong đó, tức là cái đảng ủy quyết định cái chính sách cách làm đó. Do đó nếu đảng ủy nào bảo chuyện đó không nên làm, tố cáo hôm đó hả, không nên làm, có hại, thế là dẹp. Thành thứ nó không hình thành được. Nhưng mà họ dùng như vậy cũng như cái lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Tại sao tôi hãy nêu vấn đề này lên? Bởi vì trí thức xã hội chủ nghĩa là do Đảng Cộng sản đào tạo ra và là tay sai của Đảng Cộng sản. Cho nên luôn luôn họ phải nói chiều theo phía Đảng Cộng sản. Dù có phản biện hay cách gì nữa thì họ cũng ở một cái mức nào đó và không vượt qua cái giới hạn. Bởi vì vượt qua giới hạn thì họ mất. Nhưng mà đối với trí thức xã hội chủ nghĩa thì họ sợ mất cái miếng cơm, họ sợ mất cái chức vị của họ, cho nên họ không dám làm. Thí dụ, bây giờ một ông đó đang là phó tiến sĩ, giáo sư được, là giáo sư chẳng hạn, trái ý là đang gỡ mất cái chữ phó tiến sĩ, gỡ mất cái chữ tiến sĩ, gỡ mất cái chữ giáo sư gì đó để coi như tiêu. Cho nên họ không có thể độc lập được. Vì thế, cho nên những cái tổ chức mang tính cách gọi là xã hội dân sự của tại Việt Nam hiện nay, nó chỉ là một cái tổ chức tay sai và bị kiểm soát chặt chẽ, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi nói tới xã hội dân sự thì hồi tháng 4 năm 2009 thì tiến sĩ Hồ Bá Thâm thì thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố bài nghiên cứu về xã hội dân sự tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nhận xét như thế nào? Điều đầu tiên khi mà nói và nhìn cái chức vụ của ông ta thì thấy rằng rõ ràng đây là một người rất là gọi là si mê hay là cuồng tín đối với chủ nghĩa cộng sản, cho nên tất cả những cái gì ông cũng luồn vào cái đó, nghĩa là ép thế nào để cho ra cũng có chữ xã hội chủ nghĩa vào đó. Cho nên tất cả những cái điều ông ta nghiên cứu tôi thấy không có một cái giá trị nào để mà người ta có thể
ứng dụng vào cái xã hội Việt Nam cả. Vì ông cho rằng tại Việt Nam thì trong điều kiện Việt Nam nó khó như thế này, trong điều kiện Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, cho nên nói thí dụ nó hơi vô lý là Đảng Cộng sản có những đảng viên Cộng sản ở trong cái gọi là mặt trận đoàn kết. Cho nên cái đó cũng là, nhưng mà không trực tiếp chỉ thị của Đảng Cộng sản, cho nên vẫn coi đó là một cái xã hội dân sự. Điều đó nó sai. Bởi vì sao? Từ cái ông chủ tịch cho tới những người cao cấp nhất trong đó đều là đảng viên Cộng sản hết. Cho nên những cái gì nghị quyết của đảng là họ phải thi hành. Như vậy thì cái tổ chức nó là trá hình, nó không có nghĩa gì hết. Là ông nói là công đoàn chẳng hạn. Công đoàn thì rõ ràng từ ông chủ tịch công đoàn cho tới các cán bộ lãnh đạo đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản hết. Thì tại sao gọi là xã hội dân sự được? Đó là xã hội Cộng sản. Dân sự ở đâu? Hoàn toàn không. Nhưng mà ông nói không, đó là xã hội dân sự. Để cho có thấy rằng vấn đề, cái bản nghiên cứu đó theo tôi nó không có giá trị, bởi vì nó mang cái tính chất Cộng sản chứ nó không có mang tính chất phổ quát mà chúng ta cần. Cho nên ông ta cho rằng không, tôi không thấy bất cứ ai nghiên cứu này từ cho ông Lữ Phương, tức là ông ta là cựu thứ trưởng của mặt trận của chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước đây, rồi sau đó là gọi là nhà nghiên cứu về Marxist. Thì ông ta nghiên cứu cũng không ai dám nêu vấn đề là đảng viên Cộng sản và trí thức xã hội đã nắm vai trò chính trong mỗi tổ chức đó cả. Cái đó là cái mấu chốt để cho chứng tỏ rằng đó không phải là những cái xã hội công dân, mà đó là cánh tay phải, cánh tay trái, cánh tay của đảng Cộng sản đưa ra nối dài, chứ không hề có một cái tính chất nào xã hội dân sự mà họ cứ gán ghép vào đó, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì khi nói tới xã hội dân sự tại Việt Nam thì Việt Nam hiện có 400 hội hoạt động trên toàn quốc, 6.000 hội cấp tỉnh và hàng vạn hội cơ sở, ngày càng vượt khỏi cái tầm kiểm soát của nhà nước. Thì có phải vì thế mà nhật báo của Nhân dân số ra ngày 31 tháng 8 coi xã hội dân sự như là một thủ đoạn diễn biến hòa bình không, thưa ông? Thì cô thấy vừa rồi chúng ta nói đó là họ đã đẻ ra những cái hội gọi là dân sự, không mang tính chất như mà người ta tưởng, như cái định nghĩa mà người ta đã nói tới. Thì cho nên bây giờ họ đẻ ra, nhưng mà tự nhiên các cái hội lần lần nó bị xoay chuyển, nghĩa là họ thấy rằng ôi, những cái điều này nó sai quá, cho nên họ lên tiếng. Thí dụ như những cái hội gì, hội luật sư gì đã lên tiếng về cái vụ bâu xít trên Tây Nguyên, rồi lên tiếng vụ này vụ kia, hoặc là hội này hội nọ chẳng hạn, thì đó vốn là những cái hội của Đảng Cộng sản đẻ ra, nhưng mà họ lên tiếng thì bị dập tắt. Và cho rằng một cái thí dụ cụ thể nhất, tức là cái hội nghiên cứu về kinh tế của ông tiến sĩ Nguyễn Quang A chẳng hạn, và một số các cái trí thức xã hội chủ nghĩa, họ lập lên để nghiên cứu về kinh tế thôi. Nhưng mà khi cái nghiên cứu của họ công bố ra nó trái với ý đảng, thì tự nhiên họ tự ý giải thể, tức là không còn làm nữa, để cô thấy rằng cái sức mạnh của Đảng Cộng sản, và họ bóp nghẹt các cái tổ chức xã hội dân sự như thế nào. Như vậy thì họ quay sang họ buộc tội các cái tổ chức phi chính phủ ngoài nước là kích động lật đổ chính quyền, để mà có thể là họ chuẩn bị để theo cái gương của Nga. Chúng ta biết rằng cách đây vài tháng thì Nga họ đưa ra một lô các cái tổ chức phi chính phủ của ngoại quốc, họ cho rằng các tổ chức này là bơm tiền vô cho các cái thành phần chống đối ở trong nước, cho nên bây giờ dẹp và họ đóng cửa một số. Thì Việt Nam có lẽ đây là có chọn đường để mà họ dẹp các cái đó. Và việc này nó cũng xảy ra tại Ai Cập chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng bắt giam con ông Bộ trưởng của Mỹ sang làm trong một cái tổ chức phi chính phủ mà vận động để đòi dân chủ ở tại, bị nhốt một số và mãi Mỹ can thiệp mãi mới được thả ra. Thì chúng ta thấy đó là cái cách làm của họ. Họ chỉ vì mất quyền thôi mà họ bắt buộc phải dẹp hết tất cả những cái sự chống đối, nhất là đối họ cho từ ngoại quốc vào. Mà chúng ta biết rằng các cái tổ chức đó là tổ chức họ có nhận tiền, các cái tổ chức đó họ nhận tiền của chính phủ có, của tư nhân có, nhưng mà cái mục đích của họ là để xiềng dương cho cái xã hội dân chủ, chứ không phải mục đích của họ là lật đổ. Nhưng mà sự đẩy mạnh này thì nó có thể xảy ra cái sự lật đổ, đó là cái kết quả của nó, cái hậu quả của nó, chứ không phải là cái chủ trương họ. Họ chỉ chủ trương là làm cho người dân có quyền được hưởng tất cả những cái quyền mà trong hiến pháp quy định, thì họ đấu tranh cho nó. Nhưng mà họ vẫn nhận tiền của chính phủ Mỹ, của quốc hội Mỹ, họ vẫn nhận tiền của tư nhân Mỹ hoặc tư nhân các nước ủng hộ cho họ để họ có tiền làm. Nhưng mà cái mục đích của họ thì không phải là làm việc cho
cho chính phủ Mỹ hoặc là làm việc cho tư nhân theo cái kiểu nói của Cộng sản, thưa cô? Vâng, thưa ông cũng như thưa quý vị, xã hội công dân thì hình thành từ thế kỷ thứ 17 và phát triển mạnh ở Âu Châu vào thế kỷ thứ 18, tạo ra xã hội cân bằng và bền vững nhờ tác động qua lại giữa dân chủ, xã hội, công dân. Mà sao Việt Nam vẫn e dè, thưa ông? Thứ nhất là chúng ta nói rằng Việt Nam là họ không bao giờ muốn đi khỏi cái con đường họ chọn gọi là xã hội chủ nghĩa. Do đó cho nên họ không muốn có xã hội công dân. Mà người ta biết rằng một cái xã hội gọi là một nhà nước pháp trị thì sẽ bảo vệ cho cái xã hội dân sự. Mà ngược lại thì cái xã hội dân sự thì có thể đẩy tới việc thành lập cái xã hội cái nhà nước pháp trị. Do đó hai cái điều đó đều đi ngược với cái ý đại Đảng Cộng sản. Do đó họ không chấp nhận. Và thứ hai chúng ta thấy rằng khi nào một số hội được phép hoạt động đã không trung thành với chính phủ, cho nên bây giờ chính phủ thấy rằng không trung thành thì phải dẹp, như chúng ta đã nói trên. Thành chúng ta thấy có thể đi đến kết luận là Việt Nam không có thể nào có cái xã hội dân sự được. Bởi vì nếu có mà chúng ta nhìn thấy là những cái tổ chức gọi là ma hay là những tổ chức không có thực quyền, do đó không thể nào phát triển được, không có cái tác động tương tác giữa dân chủ và xã hội dân sự như là chúng ta mong muốn, hoặc là như là những cái quan niệm mà từ khi Đảng người ta định nghĩa thế nào là xã hội dân sự, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Việt Nam đi về đâu. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem bão đang hình thành trên biển Đông Nam Á trong phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại.